quyết định hướng đến sự rời đi của ý thức. Thì cái tâm này bắt đầu nó mới quyết định, nó mới khởi lên là thích hay không thích. Đấy, nó xử lý đối với cái cảnh này như thế nào. Đó là một là ưa thích cái cảnh này, hai là chán ghét cái cảnh này. Thì lúc đấy nó sẽ có một cái nội tâm khác, cái tâm suy xét nó sinh lên, nó diệt đi rồi, bắt đầu nó sẽ có một cái nội tâm quyết định, quyết định xử lý thế nào đây. Nhìn thấy một cái người này, bắt đầu mình suy xét thì người này quen hay gần, bắt đầu mới quyết định là có nên nói chuyện với người này không, có nên chào hỏi người này hay là phớt lờ đi. Thì nó có sẽ có một cái nội tâm để quyết định xử lý như thế nào đối với cái cảnh này. Sau cái tâm quyết định rồi, bắt đầu đến tốc hành tâm, phải chập cha văn na với tâm tịnh hạ. Tốc hành tâm thiện, và nó có tốc. Nếu như lúc cái tâm quyết định, cái tâm mà nó suy xét ấy, nó biết đây là cái cảnh tốt hay là nó suy xét đúng, thì nó sẽ sinh lên những cái tâm thiện, mà nó suy xét sai thì nó sinh lên tâm bất thiện. Thì cái lúc này các cái tâm thiện hay tâm bất thiện nó mới sinh lên theo cái tâm suy xét ấy. Cái tâm suy xét mà ồ, cảnh này là cái cảnh vô thường giả tạo đấy, thì nó suy xét có trí tuệ. Với cái sự suy xét có trí tuệ đấy thì cái tâm thiện này nó sinh lên. Còn nếu bây giờ cũng một cái cảnh mà nó đập vào các cái giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà cái tâm suy xét kia kìa, nó lại suy xét sai, mà ôi cái cảnh này thật là đáng yêu, thật là đáng mến, thật là cái cảnh này là thường, thật là ngã, là tịnh, cái cảnh này là của ta, hay là cái cảnh này là đẹp quá, thì lúc đấy nó sẽ sinh lên tâm tham hoặc tâm sân. Nếu mà nó nghĩ là cảnh này xấu quá thì nó sinh lên tâm sân, nó nghĩ cảnh này đẹp quá thì sinh lên tâm tham. Thì đấy là cái suy xét nó sẽ khởi lên. Cái suy xét đúng thì nó khởi lên tâm thiện, suy xét sai một cái nó khởi lên tâm bất thiện. Thì lúc này các cái tâm bất thiện này nó mới khởi lên. Tốc hành tâm thiện, năm bảy, cái chập cha ba na nó. Nếu mà nó là tâm thiện thì nó không có tội lỗi gì hết. Đấy, nó có đặc tính là vô tội. Đấy, nó có cái chức năng là đối lập với các cái ác. Thiện thì nó đối lập với ác, nó không có cái tội lỗi mà. Đấy, biểu hiện của nó là thanh tịnh, và nhân của nó là như lý tác ý. Nếu mà mình mà suy xét được cái đúng ấy, thì lúc ấy cái tâm thiện nó khởi lên là cái tâm của mình nó không tham không sân, cho nên nó rất là an nhiên, nó rất là tự tại, nó rất là thanh tịnh. Còn nếu mà lúc đấy mình mà suy xét sai một cái là cái tâm bất thiện nó khởi lên, là cái lúc cái tâm bị ô nhiễm. Cái tâm ô nhiễm thì lúc đấy mình sẽ có cái tâm bất thiện nó khởi lên, thì nó không có cái thanh tịnh. Nó là cái tâm ô nhiễm, vì nó một là nó sinh ra tâm tham, hay là sinh ra tâm sân, hoặc là tâm đố kỵ, tâm ganh tị, tâm thủ hiểm, và những tất cả những cái tâm bất thiện này nó sinh lên, là những cái nội tâm này nó sinh lên 7 lần liên tục. Những cái tâm thiện hay bất thiện này nó sẽ sinh lên 7 lần liên tục, và nó sẽ tạo nghiệp ở trong các cái giai đoạn này. Tâm nó khởi lên một cái nó tạo nghiệp, chỉ một cái nhìn của mình nó cũng sẽ tạo thành nghiệp, một cái nghe nó tạo thành nghiệp, một cái ngửi, một cái nếm, một cái xúc chạm nó tạo thành nghiệp. Thành nghiệp gì, nó là do cái sự suy xét của mình. Nếu mà cái người đó có cái ý thức đúng, có cái sự suy xét đúng, mình nhìn thấy cái cảnh gì mình cũng thấy là vô thường, khổ, vô ngã, thì lúc nào nó cũng có tâm thiện nó sinh lên, và nó lúc nào mình cũng tạo ra được nghiệp thiện do mình như ý tác ý này, do mình tác ý đúng. Còn nếu mà mình cứ tác ý sai thì mỗi một cái nhìn, một cái nghe, một cái người, một cái nếm, một cái chạm của mình nó sẽ tạo thành nghiệp bất thiện, nó do cái tác ý sai này. Ngày mình luôn luôn tạo nghiệp là vậy. Tốc hành tâm bất thiện, bảy chập cha văn na thì kèm vậy. Còn nếu mà cái người mà có cái suy, mình thấy một cái cảnh trần như vậy, nhưng mà mình có cái sự tác ý sai, mình có cái phi như ý tác ý, mình tác ý sai một cái thì nó sẽ khởi lên các cái tâm bất thiện. Nếu như mình tức tối với cái cảnh đấy thì nó sẽ khởi lên cái tâm sân, mình ưa thích cảnh nó khởi lên tâm tham, thì các cái chập cha văn na này nó khởi lên là những cái tâm bất thiện, nó có nỗi, chức năng của nó mang đến sự khó chịu. Khi mà những cái tâm tham nó khởi lên mình cũng khó chịu, sân nó khởi lên khó chịu, cái tâm ngã mạn nó khởi lên khó chịu, ganh tị nó khởi lên khó chịu, hoài nghi, phóng dật, những cái tâm nó khởi đến nó luôn làm cho tâm mình thấy khó chịu. Còn chỉ khi nào mình có những cái tâm thiện, tín niệm tàm quý, vô tham, vô sân, vô si nó khởi lên, thì lúc đấy mình mới thấy nó thanh thản, an lạc.
Thế nếu bây giờ người mình cứ cảm thấy nó bứt rứt, nó buồn phiền, nó khổ não, đấy là do tâm bất thiện nó đang khởi lên. Còn nếu bây giờ mình cảm thấy trong lòng mình thảnh thơi, nhẹ nhàng, an lạc, đó là do tâm thiện nó đang khởi lên. Nên thì nó là do cái tác ý đúng thì nó sinh lên tâm thiện, tác ý sai sinh ra những chặt chẽ và là bất thiện, mà những cái này nó để lại nghiệp bất thiện. Và sau đó thì nó có cái tâm đăng ký, hai cái chập cuối cùng, cái tâm nó mót lại cảnh, nhận thức cả sáu cảnh, đăng ký, cái này là nó dư tàn lại cảnh. Và đây là cái những cái ẩn dụ về một trái xoài để diễn tả, để cho mình hiểu được một cái lộ trình tâm. Ẩn dụ của một trái xoài diễn tả một cái lộ trình tâm nó sinh lên. Một người đang ngủ dưới gốc cây xoài thì có một trái chín rơi xuống người. Người đó tỉnh dậy và mở mắt nhìn xem cái gì. Vị đó thấy trái xoài, nhặt trái xoài lên, xem xét nó thật kỹ rồi quyết định: à, trái xoài này đã chín thơm ngon rồi, ta sẽ ăn nó, rồi thưởng thức nó một cách ngon lành. Nó còn lại một cái hạt nhưng mà nó còn dính một chiếc cùi ấy, mình niếm thêm mấy cái nữa, niếm thêm hai cái nữa rồi mới bỏ đi. Sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp, hỏi câu chuyện này có ẩn ý gì. Đây là cái câu chuyện về trái xoài, nó ẩn ý cho một cái nỗi trình tâm ha. Đây là cái câu trả lời này. Ẩn dụ cho một nỗi trình tâm của ngũ song thức. Một người đang ngủ, tức là mình đang ở trong tâm hữu phần. Khi mà cái tâm, cái dòng hữu phần nó đang sinh lên thì cái giống như mình đang ngủ. Một người đang ngủ tức là đang ở trong tâm hữu phần này. Trái xoài, trái xoài là cái cảnh trần nó đập vào các căn. Cái trái xoài mà nó rơi xuống đập vào người mình ấy, nó giống như cái cảnh sắc hoặc là cảnh âm thanh nó đập vào mắt hoặc vào tai mình ấy. Thì lúc đấy mình có cái tâm mà nó nhận biết cái cảnh trần đập vào các căn của mình. Người đó tỉnh dậy mở mắt nhìn xem cái gì đó. Lúc đấy bắt đầu cái người đó mới hướng tâm, giống như một người mới ngủ dậy ngơ ngác không biết cái gì nó vừa rơi vào người mình ấy. Cứ nhìn quanh quanh, cố gắng nhìn tìm xem nó là cái gì. Thì cái mà mình đang hướng tâm đến cảnh đấy, nó gọi là cái tâm ngũ môn hướng tâm. Lúc mà mình bây giờ mình muốn, không biết là có cái gì ở trước mặt kia nó nù nù, thì lúc ấy mình phải hướng tâm đến, sau đó mình mở mắt ra mình nhìn, thì cái đấy là ngũ môn hướng. Xong rồi vị đó nhận thấy, ồ đây là trái xoài, thì cái lúc đấy là tâm nhãn thức nó biết. Cái vị đó nhận biết được trái xoài đấy là cái tâm nhãn thức. Vị đó nhặt trái xoài lên, tức là cái tâm tiếp thâu, tiếp nhận. Nếu mình mở mắt nhìn một cảnh, mình tiếp nhận cái cảnh đấy vào trong cái nội nhãn thức của mình, tiếp thâu, mình xem xét nó thật kỹ. Thế là mình thẩm tấn đấy. Thẩm tấn là xem xét nó thật kỹ. Thì cái tâm này nó thẩm tra, nó xem xét, thẩm tấn à, xem xét là cái cảnh này là cảnh tốt hay xấu, cảnh này là mình xử lý như thế nào. Xem xét nó rồi, bắt đầu lúc đấy mới quyết định à, thấy cái trái này chín rồi ăn. Thì lúc đấy nó là tâm đoán định, lúc đấy là một cái người quyết định sẽ ăn trái xoài, quyết định vì trái xoài này thơm ngon rồi, thưởng thức nó ngon này là bảy chập chavana để nó khởi lên. Còn lại cái hạt nếm thêm hai cái nữa rồi bỏ đi, nó là hai cái tâm đăng ký. Cái nội trình tâm nó vậy, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp là tâm này rơi là hữu phần. Thì đấy là cái ẩn dụ cho một cái nội trình tâm thông qua một cái trái xoài. Thì cái tâm của mình nó chia trẻ ra, nó phân tích trẻ nhỏ ra, là nó có những cái diễn tiến như vậy, nó có những cái dòng diễn tiến như vậy, chứ nó không đơn giản như mình nghĩ thế này. Mình nghĩ đơn giản thì mình mở mắt ra nhìn thấy cảnh thì mình cũng phân biệt được đâu là tốt đâu là xấu thế thôi, nhưng mà mình sẽ không bao giờ phá được cái chấp ngã đối với cái nhãn thức này. Mình sẽ luôn luôn thôi, tôi đang thấy cảnh, cái nhận thức này là của tôi, hiểu biết này là của tôi. Nhưng mà cái mà Đức Phật muốn dạy là hãy thấy cái thức này là vô ngã, thì cần phải có một cái sự quan sát về cái bản chất thật sự của nó. Là cái những cái mà mình nhận thức đấy, nó là những cái tiến trình tâm, nó sinh lên và diệt đi liên tục. Một cái tâm hữu phần nó sinh lên nó diệt đi, cái tâm ngũ môn hướng nó sinh lên diệt đi, đến nhãn thức nó sinh lên diệt đi, đến tiếp thâu, đến thẩm tấn, đến định đoán, đến bảy chập chavana, đến hai cái đăng ký, sau đó lại rơi trở lại hữu phần. Thế giờ mình có quan sát như vậy, nhờ mình có quan sát như vậy mình mới phá được cái chấp về cái tôi ở trong cái thức. Tức là cái thức, cái bản chất của nó cũng là một cái sự nhân duyên, nó kết hợp rất nhiều các cái
các cái tiến trình tâm lại với nhau như vậy, không có cái tôi cái ta ở đây. Sau đó đây là ý môn hướng tâm. Ý môn này lúc này là ý thức. Sau khi mình nhìn đến một cảnh rồi, mình về đến nhà, mình còn hình dung lại được nó không? Mình vẫn nhớ một cái mà có thể mình đã thấy cách đây ngày hôm trước, hôm nay mình vẫn nhớ. Một cái có thể là những cái cảnh đấy mình đã thấy một năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước, mình vẫn nhớ được. Là bởi vì cái ý thức này nó lại lưu giữ cái hình ảnh đấy. Cái mà nó lưu giữ những cái hình ảnh mà mình thấy lần đầu tiên đấy thì nó thuộc về ý thức, chứ lúc ấy nó không phải nhãn thức nữa. Nhãn thức nó chỉ làm một cái phận sự mỗi cái lần đầu tiên đấy. Nó thấy cảnh xong nó xử lý với cảnh đấy xong rồi là nó xong nhiệm vụ. Nhưng mà cái ý thức này thì cứ lưu giữ cái hình ảnh đấy liên tục, lưu giữ từ kiếp này sang kiếp khác. Thì sau này ấy, mình, cái chúng sinh mà thấy được những kiếp trước của mình là bắt đầu nương vào cái dòng ý thức này. Bởi vì cái ý thức này nó luôn luôn lưu giữ những cái hình ảnh này, lưu giữ mãi mãi, không bao giờ nó mất đi. Nên là cách đấy 100 kiếp, 1000 kiếp, 100 ngàn kiếp mình vẫn nhớ lại được. Bởi vì mình nương vào cái sắc trái tim, cái ý này nó nương ở trái tim. Mình mới hướng về những cái thời điểm quá khứ, mình thấy lại được những cái cảnh đấy mà nó đã gặp ở trong các kiếp quá khứ một cách tường tận. Vì ý thức này nó lưu giữ cảnh. Có một cái ý môn hướng tâm, tâm hướng đến đối tượng ở nội ý môn, nhận thức cảnh, hướng về cảnh, sự hướng về sự rời đi của tâm hữu phần. Đấy, xong bắt đầu đến một cái tâm nữa là tâm tử. Nếu mà hết kiếp sống này, khi nào mà chấm dứt cái kiếp sống này thì nó sẽ có một cái nội tâm cuối cùng nó khởi lên. Đó là cái tâm tử, là cái tâm cận tử, cái thời điểm cận tử. Mình sẽ một lúc nào đấy đến cái giai đoạn mình chết thì có một cái nội tâm cuối cùng của cái kiếp sống này. Đó là nhận biết đối tượng nghiệp. Cái lúc mình chết đấy, tâm nó sẽ nghĩ đến một cái hành động nào đó đã làm trong quá khứ. Tâm nó sẽ bắt lại cái hình ảnh đấy, đó là đối tượng nghiệp. Rồi nó hướng vào, nó bắt vào cái đối tượng đấy, nó sẽ chuyển rời từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Cái chức năng của nó là như vậy, chuyển rời kiếp sống này sang kiếp sống khác. Nếu như nó cái lúc cận tử đấy, cái tâm nó mà bắt lấy cái hình ảnh thiện thì mình sẽ rời sang một kiếp sống cao thượng, an vui. Nếu lúc đấy mà cái tâm cận tử này nó mà nghĩ đến một cái nghiệp ác mà mình đã làm thì mình sẽ đọa xuống cõi khổ đau. Nó rất là đơn giản như vậy. Cho nên là cái lúc còn sống người ta thường phải tích lũy và tạo rất nhiều những cái thiện nghiệp để cho đến lúc chết cái tâm nó luôn luôn nhớ đến cái thiện nghiệp đó. Nó đừng nghĩ đến cái ác nghiệp nữa vậy. Cho nên là phải giữ giới để không tạo ác nghiệp nữa vậy. Giữ năm giới. Nếu mà người nào mà không giữ giới đến lúc chết thì đa số nó bắt vào ác nghiệp. Những chúng sinh mà chết mà đọa vào ác nghiệp thì nhiều. Chúng sinh mà sinh về cái cõi này thì rất là ít. Đấy là những cái nói một cách ngắn gọn là có những tâm như thế. Còn bây giờ sẽ chia sẻ ra các loại tâm này có bao nhiêu tâm. Rồi muốn biết có bao nhiêu tâm thì nhìn vào cái bản chi pháp ấy thì biết có bao nhiêu tâm. Siêu thế có 40 tâm, Bồ Tát giới 12 tâm, sắc giới có 15 tâm. Tâm hiệp thế là 81 tâm và tâm siêu thế là 40 tâm, tổng cộng là 121 tâm. Nếu nói ngắn gọn thì có 89 tâm mà nói chi tiết thì là 121 tâm. Nói ngắn gọn là cái tâm đạo và tâm quả thì nó chỉ là 8 tâm thôi. Nói chi tiết ra thì nó là 40 tâm. Còn nếu mà ngắn gọn này là 4 tâm đạo, 4 tâm quả. Nhưng mà đây chia thành 20 tâm đạo, 20 tâm quả. Nên là nói chi tiết về tâm đạo, tâm quả thì nó là 121 tâm. Thì đây mình cứ phân tích 121 tâm cho nó dễ. Cái tâm thức, cái thức uẩn của chúng sinh, chia trẻ mổ trẻ cái tâm của con người. Tâm của con người có 8 tâm tham. 8 tâm tham ấy. 8 tham tạp cái hàng đầu tiên. Hàng đầu tiên nó có chữ tâm, 8 cái tham. Và nó có một bên là câu hành hỷ, một bên là câu hành xả. Và ở đây trong này gọi là tham tạp kiến và tham ngã mạn. Tham như thế. Hỷ, hỷ, đây, hai cái hỷ này, bốn cái, có hỷ và bốn cái có xả này.
Câu hành hỷ là bốn cái trên, câu hành xả là bốn cái dưới. Tham nó chỉ đi với tà kiến hoặc nó đi với ngã mạn mà thôi. Khi nào mình khởi lên tâm tham, tà kiến có nghĩa là hiểu sai sự thật, thì nó mới khởi lên tâm tham. Bất cứ lúc nào mình hiểu sai sự thật thì lúc đấy có tâm tham khởi lên, nên gọi là tham tà kiến. Cái lúc nào mà cái tâm mình thích thú với một đối tượng nào đấy thì là tham tà kiến, thọ hỷ. Hữu trợ có nghĩa là cần có cái sự thúc giục của người khác mình mới khởi lên tâm tham. Có người khác xúi giục cho mình khởi lên tâm tham đấy, thì lúc đấy mình khởi lên tâm tham. Tham tà kiến thọ hỷ vô trợ, có những lúc tự mình khởi lên cái tâm tham đấy, là tham tà kiến thọ hỷ vô trợ. Nhưng có người xúi giục mình bảo ơi bây giờ đi đi ra ngoài kia, đi làm ra ngoài kia kiếm được rất là nhiều tiền, làm cái việc này kiếm nhiều tiền lắm, đi vào trong núi đào vàng trong đấy nhiều tiền lắm, do có người khác thúc giục mình thích quá mình làm theo, thì cái tâm tham ấy nó khởi lên cùng với tà kiến mà có thọ hỷ. Tham tà kiến thọ hỷ vô trợ là có người chẳng cần ai bảo mình đấy, tự mình đi kiếm tiền, đi kiếm cái gì mà mình thích, thì đó là tham tà kiến thọ hỷ vô trợ. Có cái tham tà kiến thọ xả hữu trợ, có cái tâm tham nó đi với sự dửng dưng, có cái tâm tham thì nó đi với cái sự dửng dưng mà có người xúi dục, có khi mà nó không có người xúi dục. Tham nói chung là nó phải có cái tà kiến này nó mới có tham, hiểu sai sự thật thì nó mới sinh ra tham. Còn tham ngã mạn, tham ngã mạn là cái mình có cái sự so sánh, so sánh là mình hơn người, mình bằng người, thì lúc đấy nó có tham ngã mạn. Thì lúc đấy mình thấy mình có cái tự hào về mình, bất cứ lúc nào mình có một cái tâm tự hào, cái tâm tự kiêu, tự mãn, tự đắc về mình, thì lúc đấy nó có cái tâm ngã mạn nó khởi lên. Mà ngã mạn nó cũng là một loại tâm tham, mình thích thú về điều đó, hoặc là mình chẳng biết mà có người khác này chú ý cho mình, khởi lên cái tâm ngã mạn này. Có người khen mình một cái thì đấy là có cái sự hỗ trợ để mình thích thú lên, thì đấy là tham ngã mạn hỗ trợ. Còn có mình chẳng cần ai khen cái, mình tự nhìn đấy một ai đâu có mình, người kia không bằng mình, đây là tham ngã mạn vô trợ. Tham ngã mạn thọ xả hữu trợ, tham ngã mạn thọ xả vô trợ, tức là lúc ấy mình chẳng có vui gì hết, nhưng mà nó vẫn có cái tâm kham, nó khởi lên một cái dửng dưng. Ngã mạn nó khởi lên đôi khi nó có thích thú, đôi khi nó dửng dưng bình thường. Thế nào là tham tà kiến? Tham tà kiến là do mình tác ý sai với sự thật mà sinh ra tham. Ví dụ khi mình nhìn một cái cảnh sắc khởi lên tác ý, cảnh này xinh quá, đẹp quá, khởi lên tham ưa thích. Tác ý sai, cảnh này là sinh là tà kiến, ưa thích là tham, nên gọi là tham tà kiến. Tại sao tác ý cảnh đẹp này là tà kiến? Bây giờ có rất nhiều cái đẹp, bây giờ nó là đẹp, tại sao nó lại là tà kiến? Bản chất thật sự của tất cả mọi thứ, tất cả vạn vật trên đời này không có cái gì là đẹp hết, cái gì cũng vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Cái gì nó cũng có cái sự bất tịnh của nó. Cho nên là mình nghĩ rằng nó đẹp là do cái sự hiểu sai của mình. Cái gì mình nghĩ là thường, là lạc, là ngã, là tịnh là hiểu sai của mình. Còn vạn vật là vô thường, khổ, vô ngã là mới là sự thật. Vậy thì mình hiểu sai thì nó sinh ra tà kiến, thì nó sinh tham. Thế nào là tham ngã mạn? Khi có tác ý so sánh giữa mình với người khác rồi khởi lên sự thích thú cho rằng ta hơn người thì sẽ là ngã mạn. Bất cứ lúc nào mình có cái sự, mình có sự so sánh ta bằng người nhưng lại cho là ta hơn người. Có khi mình bằng người khác nhưng mà mình cứ nghĩ là ta hơn người khác, thì lúc ấy nó cũng khởi lên cái ngã mạn. Ta không bằng người nhưng nghĩ là ta bằng người, thì đấy nó cũng là ngã mạn. Bây giờ hai người đánh nhau, ai biết là ai khỏe ai yếu? Bây giờ hai người đánh nhau mà mày đánh thắng thằng kia không? Có. Kia hỏi mày đánh thằng nào? Có. Bây giờ làm sao biết? Phải đánh nhau thì mới biết. Thì cái lúc mà chưa đánh nhau thì ai cũng nghĩ là mình sẽ hơn, mình sẽ hơn, cho nên mình ngông. Nhưng mà khi mà bắt đầu rồi mới biết hai cái người đấy đụng chạm rồi mới biết ai khỏe ai yếu, thì cái lúc đấy cái người mới biết là người nào yếu người nào khỏe, thì lúc đấy mới sợ lần sau rủ nữa không, biết là mình không bằng
không dám nữa. Đấy là biết rồi, còn lúc trước thì không biết mà, không biết vì cái sự không biết đấy sinh ra ngã mạn. Bây giờ mình có biết được, nhìn người khác mình có biết là mình hơn người ta không? Mình hơn người ta cái gì không? Như có người người ta ăn mặc đơn sơ giản dị mà người này chắc nghèo hơn mình giàu hơn. Nó có chắc như vậy không? Có thể người ta giàu hơn thì sao? Em thấy cái người nào nó ngu ngơ, hiền hiền mà chắc người này nó ngu lắm nên lại bắt nạt nó. Nhưng mà có dám bắt nạt nó, đến lúc mà bắt nạt nó rồi thì sao? Thì lúc đấy nó mới cho biết tay đây. Thì cái người mà ngã mạn là như thế. Đôi khi mình bằng người ta mình cũng tưởng mình hơn, đôi khi mình không bằng người ta mình cũng nghĩ là bằng. Đôi khi là ta không bằng người nhưng ta nghĩ là hơn. Đôi khi mình kém hơn người ta mình nghĩ là mình hơn người ta. Đấy cũng là một cái loại ngã mạn nữa. Còn hoặc là có những người thì chưa đắc đạo nhưng tự nghĩ là ta đã đắc đạo, nghĩ là ta là thánh này. Có những người người ta tự xưng ta là thánh, ta là nọ kia đấy. Thì cái đấy là tăng thượng mạn. Còn là phàm phu mà tự xưng là thánh là tăng thượng mạn. Thì cái đấy cũng là ngã mạn, về một cái đức tính của một bậc thánh rất là cao thượng, là một người phàm phu mình tự dám tự xưng là thánh. Thì cái tội của mình là tăng thượng mạn thì mình sẽ có cái tội rất là lớn. Thì đấy là những cái, đấy là cái tâm tham ngã mạn. Thế nào là tham hữu trợ, thế nào là tham vô trợ? Có những cái lúc mà cái tâm tham nó khởi lên do cái có sự xúi dục, có lúc cái tâm tham nó khởi lên mà không có sự xúi dục nào. Khi có sự tác động thúc dục của chính mình hoặc của người khác rồi mới khởi lên tham thì gọi là hữu trợ. Tự mình thúc dục mình hoặc người khác thúc dục mình khiến cho mình khởi lên tâm tham thì đó là có hữu trợ. Khi không có sự tác động của mình hoặc của người khác mà tự động khởi lên tâm tham thì đó là vô trợ. Tức là đôi khi tự mình khởi lên tâm tham đó là vô trợ. Có đôi khi có người khác xúi dục. Một đứa trẻ chưa biết tiêu tiền, khi nó cầm nó tưởng là giấy mà nó vứt đi, nhưng mà có người khác ấy nói cho nó biết tiền quý lắm, từ đó nó mới sinh ra tâm tham đắm với tiền. Thì khi mà mình do mình xúi dục nó như vậy nó mới biết, thì cái lúc đấy nó gọi là cái tâm tham nó khởi lên là do có người khác xúi dục, nó là hữu, có cái trợ giúp là hữu trợ. Còn những lần sau mà trở đi thì nó biết rồi, nó cứ thấy tiền là nó tham, cứ thấy tiền của người khác là nó muốn lấy đấy. Thì lúc đấy là nó không cần ai nhắc bảo nữa, tự nó biết rồi. Lúc đấy cái tâm tham nó khởi lên một cách tự nhiên rồi, nó vô trợ. Đặc tính của tâm tham nó khởi lên. Ngã mạn vậy, bình thường thì mình không để ý mình có hơn người hay không. Nhưng khi có người khác xúi dục này, mình có sức khỏe hơn người, mình có trí tuệ hơn người, mình có tài sản hơn người, mình có sắc đẹp hơn người, khiến cho mình kiêu ngạo. Chứ bình thường thì không có ai khen mình có kiêu ngạo không? Bình thường không có ai khen mình chẳng biết. Mình có hơn người khác mình chẳng biết. Chẳng biết là có hơn hay không. Nhưng mà có người người ta khen, người ta nói cho mình biết. Ủa mình... cái người đó yếu lắm, mình khỏe lắm, người đó ngu lắm, mình khôn lắm, người đó nghèo, mình giàu lắm, người đó xấu lắm, mình đẹp lắm. Có cái sự so sánh vậy một cái là bắt đầu ngã mạn sẽ khởi lên. Lúc nào mình có cái tự đắc, coi như ta hơn người, khiến mình sinh tâm kiêu ngạo, đó là ngã mạn. Có cần hữu trợ những lần sau không cần ai nhắc nữa. Chỉ cần nhắc một lần đầu tiên là biết rồi, lần sau không cần ai nhắc nữa. Tự động mình lúc nào cũng kiêu kiêu. Vậy là... cái ngã mạn đấy là vô trợ. Hai tâm sân. Sân thọ yêu cần nhắc bảo, sân thọ yêu không cần nhắc bảo. Tức là mình tức giận thì lúc nào cái tâm nó ưu phiền. Khi mình tức giận là tâm nó ưu phiền, cái cảm thọ ưu phiền nó khởi lên. Nhưng mà cái lúc tức giận đấy đôi khi cần nhắc bảo, có khi không cần nhắc bảo. Như thế nào là được gọi là tâm sân? Tức giận, hiểu về tâm sân này. Vì tác ý đến khía cạnh không đáng ưa của người khác mà tức giận. Có một cái gì đó mình không đáng ưa và mình luôn luôn để ý đến cái mà mình không ưa, không thích của người khác ấy. Đấy, thì mình khởi lên cái tâm tức giận với người đó. Đó là tức giận. Ghen tị vì thấy người khác hơn mình.
Mình thì cứ muốn hơn người khác cơ, mà sao người khác nó lại hơn mình? Tức quá chịu không được. Thì lúc đấy là cái tâm ấm ức ở trong lòng, ấm ức ở trong lòng, ghen ghen, cứ thấy nó thấy người ta hơn cái là ghen ghen tức tức. Thì cái đấy là ghen tị, cảm thấy người khác hơn mình. Thì cái đấy nó cũng thuộc về tâm sân. Khi mình cảm thấy khó chịu với cái sự là với cái thành quả của người khác, thì lúc đấy là tâm ghen tị sân, bỏn sẻn, không muốn chia sẻ những gì mình có với người khác. Mình muốn chỉ một mình là giỏi nhất. Bây giờ có ai nó giỏi ngang mình là tức lắm, chịu không được. Một mình khỏe cơ, ai mà khỏe như mình không được. Một mình đẹp cơ, ai đẹp ngang mình là không được. Một mình cái gì cũng phải là một mình nó có cái gì đó đặc biệt, không muốn chia sẻ với người khác những cái mà mình có, những cái điều tốt đẹp của mình. Chỉ muốn giữ cho một mình độc quyền thôi, một mình có quyền lực rồi, một mình có danh tiếng rồi, một mình có nhiều cái lợi thôi, người khác phải không bằng mình. Thì cái tâm đấy gọi là bòn sẻn, không muốn cho người khác bằng mình, không muốn san sẻ với người khác, lúc nào cũng sợ người khác bằng mình, đó là tâm bòn sẻn. Tâm nữa là hối hận đã làm những điều không nên làm, hoặc đã không làm được những điều nên làm. Thì lúc nào mình cũng buồn phiền bứt rứt vì mình đã chót làm cái việc này, chót làm việc kia, hoặc là mình bứt rứt thì mình đã không làm được cái việc đó. Mình có ý định muốn làm nhưng mà lại không làm. Ví dụ cái người đánh đề hôm nay đánh con 51 nó về 52 ấy, hối hận. Trời ơi, sao mình không đánh cái con đấy, sao phải đánh con này. Thì tôi bảo là cứ ăn hận hoài. Thì cái đấy là gọi là hối hận. Hối hận thì cái lúc ấy cái nó có vui không? Cái lúc tâm mà hối hận nó khởi lên nó có vui không? Thì lúc ấy nó cũng buồn phiền, nó cũng ưu sầu, nó cũng bực tức, cũng khó chịu. Thì đấy nó là, thì trong bốn cái tâm sân, cái tâm hối hận nó có ở trong bốn cái thể loại như vậy: tức giận, ghen tị, mọn sẻn và hối hận. Tâm thế nào là tâm sân hữu trợ, sân cầu hành ưu, ở trong tương ưng khỏe vô dẫn, khỏe tức là ưu, tương ưng quệ hữu dẫn. Trong các cái tâm bất thiện có 12 tâm này, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si này. Thế nào là tâm sân hữu trợ và thế nào là tâm sân vô trợ? Sân hữu trợ là tự mình thúc dục hoặc người khác xúi dục mà khởi nên sân. Sân vô trợ là tự mình khởi nên sân, không cần người khác xúi dục. Ví dụ như khi mình đang vui vẻ với mọi người xung quanh thì có người khác nói mấy cái người này có ý đồ không tốt hay nói xấu xong lưng bạn đó, thì lúc đấy mình còn vui với người đấy nữa không? Mình đang sống vui vẻ với mọi người mà có người nó đến nó xúi mình, mà ôi cái người này á, thì rồi trước mặt thì nó nói hay vậy, sau lưng nó toàn nói xấu ông, hay nói xấu ông, hay nói đủ mọi chuyện xấu trên đời. Thì lúc đấy mình khởi lên tâm gì? Tức mà cái độ này thì đã là nó là hay nói xấu sau lưng mình, nó có ý đồ xấu. Thì lúc đấy là tâm sân khởi lên do có sự xúi dục của người khác. Mà sự xúi dục đó có thật không? Có khi là thật, có khi là không thật. Nhưng mà mình bị xúi dục, mình vẫn khởi nên bị xúi dục, vẫn khởi nên cái tâm sân. Nên là bây giờ trong các cái chiến thuật, đó là cái chiến thuật đó ni gián, điệu hổ ni sơn. Bây giờ mình nói cho con hổ nó ra khỏi rừng ấy, mình chia rẽ, làm cho người khác không mất cái đoàn kết, làm cho kẻ thù mất cái sự đoàn kết, là mất đi sức mạnh. Đoàn kết mà mất là sức mạnh mất, là cái hội chúng đấy sẽ tan ra. Cái hội chúng nào có cái đoàn kết thì cái hội chúng đó vững mạnh, cái hội chúng nào mất đoàn kết thì hội chúng đó tan ra. Bây giờ có một cái người ta hiểm ác, người ta muốn cho một cái đoàn thể nào đấy chia rẽ, chỉ họ chỉ có nên nổi vào xong nó công kích nhau làm chia rẽ. Bây giờ muốn một cái ông vua này, ông muốn đi đánh cái nước kia, trước tiên ông phải cho người sang để chia rẽ đó. Chia rẽ cho vua tôi là bất hòa nghi kỵ nhau, chém giết nhau sẵn đi đã, chém hết tướng tài đi đã. Ông bắt đầu mới đem quân sao ông đánh. Thế lúc đấy không còn tướng quân nữa, bắt đầu thôn tính hết. Cũng thế, cái sự xúi dục làm cho mình khởi nên tức giận. Từ lần sau thì thấy những người đó là tức giận không cần, thì nó gọi là vô trợ. Hai tâm sân, hai tâm si thọ giả hợp hoành y và thi thọ giả hợp chạm cử. Cái tâm si, khi mà khởi lên tâm si thì nó
nó không vui mà nó cũng không buồn. Cái người ngu si nó cứ đơ đơ ra, cái mặt đơ đơ ra, không thấy vui mà cũng không thấy buồn, nó không có cái biểu hiện gì rõ ràng cả. Nên bây giờ nó gặp cái việc tốt nó cũng chẳng biết đây là tốt, nó gặp việc xấu nó cũng chẳng biết đây là xấu. Thì lúc ấy bắt đầu nó đơ đơ quan sát xem, nó thấy người khác, biểu hiện người khác thế nào. Người khác thích thì nó thích theo, người khác mà không thích thì nó cũng không thích. Đấy là người chi si không biết phân biệt gì hết, không có lập trường, ai bảo sao nghe vậy. Thì đó là tâm si, hoài nghi. Thì hoài nghi mà cái người si thì hoài nghi, người này nói kiểu này, người kia nói kiểu kia. Nên cái người này cũng bảo đi theo tôi mới là cái người nói đúng, người kia cũng bảo phải theo cái pháp của tôi mới là đúng. Nên cái người si này bắt đầu biết theo ai, người si này biết theo ai, thì bây giờ ai kéo mạnh thì theo, ai kéo mạnh thì theo. Thì chúng sinh ngu si là vậy, ai mạnh hơn thì theo, chứ không biết, mình không biết đâu là theo người nào đúng hay người nào sai, ai nói đúng ai nói sai. Người si này nó sẽ không biết, cho nên rồi ai mạnh mà lôi kéo mình, hoặc là cái phải dỗ ngọt này mình để thì mình theo, hoặc là đe dọa mình sợ hãi mình theo. Đấy là si là thế, cho nên là nó cứ nghi không biết ai đúng ai sai nữa, trong tâm nó cứ hoài nghi thắc mắc. Thế bây giờ có người nói rằng là chết rồi là hết, chết rồi là hết, không còn gì cả, không có linh hồn, không có gì hết. Có người thì nói là chết rồi thì sẽ có linh hồn tiếp tục chờ ở đấy đi đầu thai đó. Cho nên có người bảo chết rồi thì hết rồi, còn gì phải cúng bái. Có người bảo chết rồi phải cúng cho người ta ăn, không có người ta đói. Thì bây giờ mình biết tin ai? Có hai ông thầy đến ông bảo chết rồi là hết, cúng bái làm cái gì. Một ông thầy bảo chết rồi là còn, sống sao chết vậy. Thế cho nên là sống cần ăn, chết phải ăn, phải cơm, phải cúng bái đàng hoàng, làm cơm cúng. Thế lúc ấy mình tin ai không? Cái tâm nó sẽ như thế nào? Cái tâm nó nghi. Cho nên là lúc đấy ai mạnh mà nói mạnh thì mình theo, hoặc là mình sẽ theo số đông. Mình sẽ theo số đông. Cái số đông đấy mà toàn những người ngu thì sao? Thì mình sẽ theo cái gì? Theo cái đúng hay cái sai? Mà bây giờ trong một cái hội chúng thì cái người khôn nhiều hay người ngu nhiều? Người ngu nhiều hay người khôn nhiều? Thế và bây giờ bảo là cái muốn cái gì đúng sai cứ biểu quyết xem là cái số đông tán thành thì theo. Thì người ta thường thường theo cái số đông là theo cái người gì? Thế bây giờ đi bầu cử là ai nhiều phiếu nhất thì bầu cho người đó. Mà cái người cái số đông ấy thì người ta sẽ bầu cho ai? Người ngu thì người ta sẽ bầu cho ai? Người ngu người ta thích cái người gì? Cái người khôn mà nói ra toàn những cái lý cao siêu, người ngu nó có hiểu được không? Không hiểu được. Còn cái người ngu thì nó nói ra cái bậy bạ thì nó hợp với cái tâm nó hợp nhau mà. Cho nên bây giờ cứ đi bầu cử toàn bầu đến người ngu không? Tâm nó hợp với nhau. Bây giờ thử đi học cho mấy người làm cô giáo, ở trong lớp được mấy đứa học sinh giỏi hết. Mấy đứa, còn những học sinh tốt thì bao nhiêu? Tốt thì bao nhiêu? Thế bây giờ trong học sinh nó thế, bây giờ khi mà nó đi ra nó làm công dân, mình sẽ thấy là xem là cái người khôn được bao nhiêu, người ngu được bao nhiêu. Và tại sao cái lúc đi bầu cử bảo lấy số đông? Lấy số đông ở đấy của những đứa học sinh giỏi hay đứa học sinh tốt đây? Thì cái người ngu si nên nó hoài nghi, nó nghi ngờ, nó chẳng biết gì hết. Cho nên là cái người ngu si thì nó cũng chẳng biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, mà nó sẽ quan sát người khác. Ai làm trước bắt trước. Một là nó sẽ quan sát cái người đứng đầu. Hai là nó sẽ quan sát số đông, ai làm sao thì nó làm theo vậy, nó biết gì đâu. Si thọ xả hợp trạo cử, sư thì nó cứ năng sang trạo cử, nó không có yên. Si thì nó cứ năng xăng, chạy chỗ này tí, nó chạy chỗ kia một tí, chạy chỗ này xong là nó đến chỗ này, xong là nó nghi là không biết chỗ này có đúng không, lại chạy đi chỗ khác. Xong là nó đến cái chỗ đấy rồi nó lại nghi. Cái người đi học đạo mà có cái tâm si này vậy, tí nó cũng nghi, chạy đến ông thầy này học tí, ông thầy này có cái gì đó không đúng, chạy đến ông thầy kia tí, chạy đến ông thầy kia thì cái chạy năng xăng, thì đấy là trạo cử và cái hoài nghi này. Cái người nào cứ năng xăng là người đấy hoài nghi và trạo cử. Còn những người có trí biết ngay, hỏi vài câu biết ngay,
người người này là người đúng, người này người sai. Còn cái người nghi thì không biết, cho nên mất nhiều thời gian, cứ lăng xăng đi đến đâu lại nghi, xong lại chạy, xong lại tìm chỗ khác, xong lại thấy nghi lại chạy, lăng xăng như vậy, cuối cùng không có cái bến bờ gì hết, không biết đứng đâu nữa. Đấy là hai tâm si, thì nó có 12 cái tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Tâm nó được chia sẻ ra có 121 tâm, mà nó chỉ có 12 tâm si thôi thì nó còn có bao nhiêu, có 12 tâm bất thiện thôi thì còn có bao nhiêu tâm thiện. 121 mình trừ đi 12 rồi còn bao nhiêu tâm. Vậy thì cái thiện với cái ác thì cái gì nó mạnh hơn? Thiện với ác cái gì nó mạnh hơn? Thiện sẽ mạnh hơn phải không? Cho nên người ta bảo là tránh sẽ thắng tà là vậy đấy. Tránh nó đông thế này mà nó nhiều tâm thế này mà, còn tâm tà thì ít thôi, nên là yên tâm, đừng có no. Đừng có no. Mình cái tâm thiện nó sẽ nhiều hơn là tâm bất thiện. Cái tâm thiện nó mạnh hơn tâm bất thiện. Cho nên là người ta bảo nó tránh thắng tà là đúng đấy mà. Sợ gì đâu. Thế nào là tâm si hợp hoài nghi? Tị hoài nghi này, vì không có trí tuệ phân biệt được đúng sai nên mới sinh ra hoài nghi do dự. Ví dụ có người nói kiếp trước có kiếp trước, có kiếp sau, có nhân, có quả, có thiện, có ác. Có người nói không có kiếp trước, không có kiếp sau, không có nhân, không có quả, không có nghiệp thiện và không có nghiệp ác. Người có trí tuệ thì biết ngay, nói ra cái biết ngay. Còn cái người không có trí tuệ thì lưỡng lự, không biết ai đúng ai sai đây. Bắt đầu phải đi nhòm xem là người khác thế nào. Nhòm xem là, như là đi làm bài. Ta có ra một bài rồi nhưng mình không biết là cái bài đúng hay sai, mình nhìn những đứa bên cạnh nó làm thế nào mình chép lại. Cái đứa đấy nó là học sinh giỏi hay học sinh gì, nó phải đi nhìn người khác thì nó mới dám làm. Thì cái người ngu si cũng thế, không bao giờ có chánh kiến, không bao giờ có lập trường. Người mà có quyết đoán, có chánh kiến, có lập trường thì một mình cũng dám hành động. Thì biết là đi tu là sẽ giải thoát, đi tu là niết bàn, đi tu là an lạc, đi tu khổ đau. Rủ mọi người có đi không? Không ai đi, một mình sách dép ra đi. Sợ gì? Còn cái người ngu si thì không dám đi. Mọi người có tu đâu, sao tự mình đi tu khác đời quá. Ai dám đi? Ai dám theo số đông? Ai dám tự mình ra đi? Mình không dám ra đi thì mình là người gì? Mình còn trời. Trời, xem là có người, mọi người có tới đi thì mình mới đi. Mà người ta làm sao người làm vậy? Người ta lớn lên người ta toàn đi lấy vợ lấy chồng. Bây giờ mình đi lấy vợ lấy chồng, đấy là mình theo ai? Theo đám đông ấy, mình phải quan sát người khác ấy. Còn những người si thì có nghĩ vậy không? Người si thì có chánh kiến quả quyết, một mình cũng dám làm. Sợ gì, đi một mình cũng đi. Phải chờ người khác, người ta đi thì mình phải dám đi sao? Thế nào là si phóng dật? Si phóng dật này. Phóng dật là cái tâm năng xăng, tán loạn, không yên tĩnh. Vì vậy mà mọi chuyện trở nên mơ hồ, thiếu sáng suốt nên gọi là si phóng dật. Tâm của mình nó năng xăng, nó tán loạn, nó cứ nghĩ chuyện này thì nghĩ chuyện kia một tí. Thì cái đấy nó phóng dật. Ví dụ một người này bây giờ mình muốn làm một cái việc này, xong là một lúc sau ấy mình bảo không biết cái việc này chẳng biết là nó đi đến đâu. Hay là bây giờ có một cái mảnh vườn mình trồng được một cây xoài, ôi cây xoài nâu đã trái quá nhổ đi, mai trồng cam. Khi mà nó nâu là trái quá mai nhổ đi, mai trồng cái cây bưởi. Nên một thời gian nó cứ nhổ đi trồng cây này, thì cuối cùng mình có được cái kết quả gì không? Thì cái người mà si nó phóng dật là vậy, năng xăng. Mình đi làm cái việc gì cũng được một thời gian là thấy nó non, nó bất an mà không biết cái việc này rồi nó sẽ đi đến đâu, mình có tốt không? Chạy đi làm việc khác. Làm việc khác một thời gian nó lại năng xăng mà không biết cái việc này nó đi đến đâu. Cái phóng dật là nó, cái tâm nó cứ năng xăng, nó bất, nó không an định như vậy. Cho nên là cứ chạy năng xăng. Chăng cuối cùng này, rồi là sẽ chẳng được gì cả. Đến đấy nó gọi là phóng dật. Thì cái tâm của mình nó cũng thế. Cái tâm của người phóng dật này nó luôn luôn lo lắng, nó luôn luôn suy nghĩ mông lung và nó lo lắng đủ mọi thứ chuyện. Nghe đấy bảo sắp đến ngày tận thế rồi thì bắt đầu nó lo, trong lòng nó buồn chồn lo lắng, nó lo chuyện cái gì nó chưa đến nó đã lo, toàn lo mơ hồ cái chuyện ở đâu
à, sống mà nó không không có được an, cái tâm trí nó không có được an, đó là cái tâm mà nó đang sang tán loạn hay lo lắng. À, cái... bây giờ sống bên người mà chẳng biết người này có tốt với mình không, chẳng biết người ta có quý mình không, có nặng có bất an không, bất an thì cái tâm phóng dật là cái tâm như thế, luôn luôn lo lắng như vậy, bất an như vậy, phóng dật. Đấy được gọi hết 12 tâm bất thiện. Bây giờ đến các cái tâm khác, 18 tâm vô nhân, quả bất thiện vô nhân, quả thiện vô nhân, tố vô nhân, tâm dục giới, tâm. Bây giờ này đến cái tâm này, quả bất thiện, quả thiện. Cái tâm quả cái tâm quả ở đây là nó cho ra quả, nó trổ quả. Nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiền thức, thân thức, ý thức tiếp sau tầm thần. À, quả thiện, nhãn thức, tị thức, nhĩ thức, tị thiệt thân, ý thẩm thân. À, và tâm tố. Cái tâm quả ấy, ở đây có nghĩa là cái tâm của mình đôi khi nó trổ quả. Ví như nó mà trổ cái quả bất thiện ấy, ví dụ lúc nào mình nhìn thấy những cái cảnh nào mà mình cũng không ưa, thì đấy là quả bất thiện nó trổ. Nhĩ thức, mình nghe những cái âm thanh mà mình không ưa thích, mình ngửi mùi hương mình không ưa, mình nếm những cái vị mình không ưa, mình đụng chạm những cái mình không ưa, mình tiếp nhận, mình truy xét những cái mình không ưa, thì đấy là cái quả bất thiện nó trổ. Bây giờ nó mà trổ cái quả bất thịnh, nó mà cái quả bất thiện nó trổ thì mình luôn luôn buồn phiền, cái người đấy buồn phiền, bởi vì mình không thấy hài lòng cái gì cả. Mình ra vào mình toàn gặp những cái người mà mình ghét, mình phải nghe những cái âm thanh mà người ta chê bai chỉ trích mình, mình ngửi thấy mùi hôi hay, mình ăn những cái thức không ngon, tiếp nhận những cái không gì cả, thì cái đấy là cái quả bất thiện nó trổ ở trong các cái căn môn ấy. Còn khi mà cái quả thiện nó trổ, nó cũng trổ ở các cái căn này, nhãn nhĩ thị thiệt thân ý, thì lúc đấy mình luôn luôn thấy những cái cảnh gì nó cũng vui, nghe những cái âm thanh gì nó cũng thích, ngửi đến mùi mùi hương thơm, ăn những cái ngon, xúc chạm những cái mình thích thú, tiếp nhận thẩm tấn những cái mình vui vẻ. Đấy là khi mà cái quả thiện nó trổ, nó cũng trổ ở các cái dòng tâm thức này. Trong cái cuộc sống luôn luôn có nhân và có quả như vậy. Đây là những cái tâm mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, thì là nó là những cái tâm quả, những cái tâm quả, những tâm quả. Cho nên là có những cái lúc nào mình cảm thấy một cái cuộc sống cái gì nó cũng ưa thích, thì lúc đấy cái gì mà mình cũng hài lòng, dễ chịu. Tức là có những lúc mà tâm của mình nó dễ chịu, mình gặp cái cảnh gì cũng dễ chịu, thì đấy là cái quả thiện của mình. Còn lúc nào mình cũng gặp cái cảnh khó chịu, thì đấy là cũng là một cái quả bất thiện của mình. Bây giờ hai người, một người nam một người nữ lấy nhau về, đấy, xem là bắt đầu mà cái nó sẽ quả trổ cái quả nhìn thấy cái người kia xấu, nghe cái âm thanh chua chát hôi hắm lúc đấy là sao, quả bất thiện nó trổ. Còn một khi mà quả thiện nó trổ với người này đẹp, nghe những cái nói những lời dễ nghe, thì mình nói cái gì mình cũng hài lòng, thì đấy là cái quả thiện nó trổ. Trong cái cuộc sống nó luôn luôn trổ những cái quả như vậy. Thế bây giờ mình sinh ra những đứa con cũng thế, có những cái đứa con mình nhìn mình khó chịu, nói ra cái gì nó cũng chống trái lại mình, nó nói ra thì nó cãi lời, thì đấy là cái quả bất thiện mình nó trổ. Bây giờ có những người có phước là sinh ra những cái đứa con nó ngoan, xinh xắn, thì nó nghe lời cha mẹ, thì đấy cũng là cái quả thiện nó trổ. Thì tất cả mọi thứ, cái cuộc sống xung quanh mình cũng vậy. Khi mình cứ gặp những cái chuyện gì mình không ưa, không thích, đấy là quả bất thiện. Những cái việc gì mình ưa thích, đấy là quả thiện. Còn những cái tâm khai ngũ môn, khai ý môn và tiếu sinh, những cái tâm này thì nó là tâm, nó thuộc về cái tâm vô ký. Nó là cái tâm không có thiện, mà cũng nó không thuộc về thiện hay bất thiện gì hết. Thì nó có ba cái tâm này, ba tâm duy tác, nó chỉ có hành động mà nó không để lại nghiệp. Còn những cái tâm này nó có nghiệp nhân, có nghiệp quả của nó. Đấy là 18 tâm gọi là tâm vô nhân. Vô nhân, muốn hiểu nó vô nhân có nghĩa là gì, thì vô nhân ở đây có nghĩa là một cái trong những cái nội tâm nó có tham sân si, hoặc là vô tham vô sân vô si, đấy là tâm có nhân. Tham sân si được gọi là hữu nhân, vô tham vô si cũng gọi là hữu nhân.
Nếu nội tâm nào mà không có vô tham, vô sân, vô si, cũng không có tham sân si thì được gọi là tâm vô nhân. Ví dụ ở cái nội nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức thì các cái dòng tâm của nó chỉ có thức, xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác, ý. Không có vô tham, vô sân, vô si, cũng không có tham sân si, cho nên những cái tâm đấy nó được gọi là tâm vô nhân. Tâm vô nhân là vậy, nó không có tham sân si, nó không có vô tham, vô sân, vô si, nó chỉ có cái sự nhận biết vậy thôi. Thì bằng đấy cái tâm ở trên đấy, nhãn thức, tiếp thọ, suy xét, quyết định, những cái tâm đấy nó là tâm vô nhân. Cái tâm này nó có phức tạp à? Có hiểu được không? Cái này là khó nhất trong những cái khó. Khó nhất trong những cái khó. Thế mới biết là cái tâm thức con người nó khó hiểu đến như vậy. Khó hiểu đến cái tâm của mình chứ mình. Cho nên là con người ta đâu có hiểu về cái tâm của mình đâu. Cho nên là đâu mình có làm chủ được tâm đâu. Mình đâu có hiểu được nó mà mình làm chủ được nó. Mình biết nó làm sao điều khiển được nó. Cho nên là mình luôn luôn bị những cái tâm thức này nó dẫn dắt, nó chi phối. Tại sao tâm quả thiện có thẩm tấn thọ hỷ mà tâm quả bất thiện lại không có? Trong cái tâm thiện ấy, có cái tâm thọ hỷ, có cái tâm nó không có thọ hỷ. Ở tâm quả thiện, thấy nghe ngửi nếm tiếp chạm suy xét là những cảnh hài lòng nên sinh hoan hỷ. Chỉ khi nào mình có cái niềm vui ở trong lòng, đấy là cái lúc đấy mình đang có cái quả thiện nó đang trục. Còn lúc nào mình thấy trong lòng mình nó không có niềm vui thì đấy là quả bất thiện nó trục. Quả thiện nó trổ cũng có khi nó có niềm vui, có khi nó không có niềm vui. Đấy là cái quả thiện. Còn quả bất thiện nó trổ thì không bao giờ có niềm vui. Cho nên ở cái tâm quả bất thiện, thấy nghe ngửi nếm tiếp chạm suy xét là những cảnh không hài lòng nên không có sinh ra hoan hỷ. Bây giờ mình thấy xung quanh mình những cái cảnh mà ngày nào mình cũng nhìn thấy, âm thanh nào ngày nào mình cũng được nghe, rồi ngày nào mình cũng ngửi, ngày nào mình cũng ăn một cái thức ăn đấy, lâu ngày nó có chán không? Nó sẽ chán. Hay là bây giờ mình phải đưa mình đi du lịch, mình thấy những cái cảnh mới, mình nghe những cái âm thanh mới, mình có ngửi những cái mùi hương mới, ăn những cái thức ăn mới, mặc những cái bộ quần áo mới, thì lúc ấy nó có thích thú hơn không? Nó thích thú hơn, cho nên nó sẽ hỉ phải không? Nó hoan hỉ. Mà bây giờ một cái người mà luôn luôn được thấy những cái, luôn luôn được đi để trải nghiệm những cái cảnh mới như vậy là cái người có phước hay là có tội? Mà bây giờ cho mình đi đến trải nghiệm cái cảnh nhà tù biết thế nào mà. Thì lúc ấy mình có thích không? Cũng là cảnh mới nhưng mình không thích. Lúc ấy mình chỉ có buồn phiền thôi. Đấy, thì nhưng mà bây giờ mình cho mình đi tham quan, cho mình đi chơi. Thì lúc đấy mình lại thích, mình được thấy những cái cảnh mới, mình thấy được những cái cảnh đó là mình hoan hỉ, mình thích thú. Thì đấy là nó có thọ hỉ. Còn đấy là đến một cái lúc nào đấy tự nhiên mình thấy nhàm chán hết. Cái cuộc sống bây giờ có như thể là mình đang rất là thích thú, mình thích có nhà, có cửa, có tất cả mọi thứ, tiền tài. Nhưng mà đến một lúc nào đó tự nhiên mình thấy chán, mình thấy nhàm chán. Cái nhàm chán đấy là có vấn đề gì? Có thể là phước của mình nó hết. Ví dụ một cái vị chư thiên sống ở trên cõi trời đầy những cái dục lạc thế gian, và cái lúc nào nó còn phước thì vị đó còn cảm thấy những cái cảnh này là ưa thích, mình còn hài lòng với những cái cảnh dục lạc ở trên cái cõi chư thiên đấy, là vị đó còn phước, còn để hưởng phước. Còn lúc nào vị đó thấy chán, không còn thấy cái gì nữa thích nữa, thấy nhàm chán, lúc đấy là hết phước. Lúc đấy là vị thiên này nó sẽ từ trần trong mấy ngày tới. Báo đi, động trước sẽ từ trần. Thế bây giờ mình đang sống ở cái cõi người này, mình thấy cái gì nó cũng đáng yêu, đáng quý, thì lúc đấy là cái nghiệp của mình nó còn. Lúc là mình tự thấy mình chán hết, không còn thích thú một cái gì nữa, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nó báo trước là chuyện gì sẽ xảy ra. Chuyện này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Lúc đấy là mình không còn muốn hưởng phước ở cõi người nữa rồi, mình sẽ
muốn cái gì đấy, mình sẽ muốn một cái gì đấy, có thể là cao cao thượng, có thể là cao thượng hơn là cái cõi nhân gian này, là những cái tầm thường ở nhân gian, có thể cái đấy là thấp kém hơn những cái tầm thường ở nhân gian. Và lúc đấy mình mà có những cái biểu hiện, cái người mà sắp chết đó, họ có những cái biểu hiện, cái biểu hiện cao thượng thì họ sẽ sinh về cái cõi cao thượng, họ có cái biểu hiện rất là thấp kém thì họ sẽ sinh về cõi thấp kém. Ví dụ người chết mà người ta cứ đòi ăn, bắt đầu biết tương lai ngã quỷ bắt đầu sắp đến. Người chết mà người ta cứ hoảng sợ, biết tương lai sắp vào địa ngục. Có người chết mà người ta cảm thấy nó thanh thản, nó tươi cười vui vẻ, thì mới biết là tương lai người ta sẽ sinh lại cái cõi thiên giới hoặc là cõi người. Đó cũng là một cái biểu hiện trước. Nên một cái người mà có ba la mật như vậy, mình đang sống ở thế gian này, đầy đủ cái cuộc sống yên vui, một lúc nào đó tự nhiên thấy chán. Nó biểu hiện gì? Nó cũng là biểu hiện một cái nhàm chán, giống như một cái đứa trẻ lúc nó còn bé nó thích chơi cái đồ chơi. Lúc khi nó lớn lên nó còn thích nữa không? Chán nó vứt, đưa cho nó vứt vào sọt rác. Thế cái một cái người bình thường vậy, khi mà cái lúc mình còn si mê thì mình thích, thích tài sắc danh lợi, tiền của vật chất, giàu sang, danh vọng ở thế gian. Nhưng mà khi một cái lúc nào đấy cái trí tuệ nó trưởng thành, cái trí tuệ nó phát triển lên, mình thấy ồ thì tất cả những cái mà giàu sang, danh vọng, tiền của này nó chỉ là cái giả tạo, nó giống như là bèo bọt này, nó giống như là cái đám mây tụ tán ấy, nó giống như là bóng nước ấy, nó nổ đục cái là hết. Thì lúc đấy tự nhiên mình thấy chán, và nó giống như là cái đồ chơi lúc còn trẻ con nó thích, lúc còn trẻ thì mình thích những cái đồ chơi giả, bây giờ mình lớn lên mình thấy cái đồ thật này nó cũng là giả, mình cũng muốn vứt đi. Thì cái người đấy là bắt đầu là có cái nhân xuất thế, nó đang trổ nhân xuất thế. Nhân là mình muốn chứng niết bàn này, nhàm chán sinh tử. Trong sinh tử này thế sinh về cõi nào cũng chỉ có đắm nhiễm vào mấy cái trò chơi về tài sắc danh vọng vậy thôi. Mình sinh lại làm người cũng vậy, suốt đời mình chỉ đi làm sao kiếm được cho nhiều tiền, làm sao có danh tiếng, làm sao có quyền được. Nhưng mà đến khi mình có trí tuệ mình thấy ôi cái đấy nó chỉ là rác rưởi, nó giống như là trẻ con thích mấy cái đồ chơi. Và lúc đấy buông xả hết, buông bỏ, vứt bỏ hết mấy cái này đi, thì lúc đấy mình sẽ đạt được cái sự giải thoát, đạt được cái sự giác ngộ, đạt được cái sự niết bàn. Nó có cái sự nhàm chán như vậy. Còn mình còn thấy là mình ưa thích mấy cái đấy thì biết rằng mình còn trong sinh tử còn dài, còn luân hồi còn chán. Mà lúc nào đó mình thấy mình nhàm chán mấy cái đấy thì biết rằng cái dấu hiệu của sự giải thoát đang bắt đầu nảy sinh, nảy mầm. Khi mình có cái nhân giải thoát, có cái ba la mật, có cái nguyện lực nhiều rồi thì bây giờ nữa mình thấy nhàm chán, không thích cái gì hết, sắc tài danh vọng mọi thứ nó chỉ là giả tạo, không còn ưa thích nó nữa. Thì đấy là cái dấu hiệu của cái giải thoát nó sắp đến. Tâm này còn rất là dài, học thêm một bài à, một buổi nữa đây. Một buổi nữa thì nó mới hết được tâm. Thế tới 121 tâm mà mới học được mấy tâm, mới học được có 18 tâm vô nhân.